Rồi giống mình trời nửa đêm đi tưới cây cối nè. Ra ngoài này tới thui rồi. Ông nội mò mò đi chỗ này không biết cái này có gắn rít vô không nữa. Nó quất cho phát một cái không biết sao luôn á. Mới bây giờ mới đi qua bên Orlando thăm thằng Jason, mới về tới nhà. Giờ tưới rau cho ông nội, ngoài này đi ngoài vườn rất thui rồi chẳng thấy gì vậy nè. Đi mấy này ghê thế mà nổi luôn. Đi cứ răng rít gì ở ngoài này không? Bò bò ra đây nó quất phát cái. Thôi tại sao xui.